Vâng, và sau đây em test con Crown CE 4000, cũng là dòng khủng long nhà vương miện Crown. Con này là hàng Mỹ, nồi và cũng như chạy 4 cầu điện, rất là thích hợp để các bác nào anh muốn xài điện 100, 120, 224. Và em này là dòng khủng long, các bác sở hữu nó đều sử dụng những đa số là nhiều cặp loa, hoặc là chơi full kép 40, hoặc là chơi sub 50, hoặc là sub hai con sub. Xe 4000 khá là hiếm hoi và em về trong đợt thì được vài con. Hiện tại là con này em test gửi cho anh Kim ở Ninh Sơn, bởi vì con Crown 4000 dòng đời cao nó đứng cùng phân khúc với con QXC 4000, nhưng mà nó tiếng thì sắc nét hơn rất là nhiều, bởi vì nó trang bị tới 4 hệ thống lọc công suất để cho ra đầu âm thanh độ chi tiết cao. Và sau đây em mời các bác cùng thưởng thức chất âm của con xe 4000, và bên em đang giao các bác giá là 15 triệu 500. Hiện tại em còn một con màu đen, một con màu xám nha, màu đen như thế này. Hàng bên em là hàng đẹp hết nha. Thì bác nào có nhu cầu sở hữu sản phẩm nào thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên nha. Nó chạy quạt từ nên là khá là êm ái và nhẹ nha. Đấy. Đấy, rất là mạnh nhớ. 1200W trên một kênh. Đang đánh cặp loa JBL 1800. Tiếng rất là nét. Đây là em đang đấu nhạc trực tiếp nha. Rồi video đến đây là kết thúc, và cũng tranh thủ test những con Crown khác để gửi cho tất cả các bác mọi miền Trung Quốc nha. Con này các bác về chơi cặp full 50 hoặc là 2 full 30 rất là căng nha, tại vì nó dòng khủng long rồi, 1200W trên một kênh.